Ngày 9 tháng 8, trang Parasol, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Pathet Lao Daily đều có bài viết với tiêu đề Tinh thần đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa Lào và Việt Nam sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao từ ngày 9 tới ngày 10 tháng 8. Trang Parasol đánh giá, chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại trước sau như một của hai nước, đặc biệt là bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đây là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của nhân dân hai nước. Trích Parasol, Việt Nam và Lào luôn chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh, nắm chặt tay nhau để tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi trường tồn. Riêng trang Pathet Lao Daily lại cho rằng, chuyến thăm Lào của đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mong muốn và lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Lào nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ gắn bó, bền chặt, tin tưởng vào thủy chung trong sáng của mối quan hệ hiếm có giữa hai nước Việt Nam và Lào. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaisanay Phomphihan, Chủ tịch Suphanavong kính yêu xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp và phát triển. Hơn nữa, chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đang tổ chức triển khai thực hiện chiến lược hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030. Đây là chiến lược hợp tác vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cùng nhau tổ chức thực hiện nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglong Sisalit thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong bối cảnh tình hình khu vực thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, nhưng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả truyền tiếp lại cho các thế hệ mai sau. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt-Nam, Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!